Trước đó chúng ta đã cùng phân tích về những cổ phiếu như là Dick, như là Shell của đội lái A7. Sau đó thì đến đội lái của Apex, rồi đến Tuấn Mược, hay là mã cổ phiếu liên quan gần đây nhất liên quan tới thầy A7, đó là mã cổ phiếu BDR, mã cổ phiếu Phát Đạt. Thì liệu rằng mã cổ phiếu Lovale này có được kỳ vọng như mã phiếu Phát Đạt hay không? Và trong cái video này em Thiện cũng sẽ cho mọi người thấy hai cái gương để soi chiếu vào, chúng ta cùng so sánh thử Phát Đạt đang ở đâu và Lovale đang ở đâu và một mã cổ phiếu khỏe là đang ở đâu. Và câu chuyện ở đây hơi tiếu tiếu một tí, cổ phiếu Lovale LVL liệu rằng có về được giá 80 không, có giúp những nhà đầu tư về bờ được hay không? Thì câu chuyện thế này, em với lại anh chủ tịch của Lovale thì cũng có học chung một cái trường, nhưng mà anh này tốt nghiệp rất là lâu rồi, em thì chưa. Đó là FSB. Chúng ta học về thạc sĩ và tiến sĩ của trường học FPT. Thì cũng nghe nói rất là nhiều những cái cuộc hội thảo, hội nghị của anh này. Thì bây giờ mình cùng phân tích về mã phiếu này nhé. Và trước đó rất mong mọi người hãy bấm nút like, nhấn nút thích video ông Thiện, nhấn đăng ký kênh này nhé. Tại vì ủng hộ ông Thiện một nút thích video, tại vì khi mình nhấn nút thích video sẽ lan tỏa video ông Thiện đến nhiều người hơn. Và đó là một cái động lực để ông Thiện ra nhiều video hơn và đưa góc nhìn của ông Thiện đến nhiều cổ phiếu hơn. Và mọi người hãy follow luôn cái kênh Người Đò Club này nữa. Thì đây là một cái kênh ông Thiện ra video buổi trưa, hiện tại cũng đã được đâu đó tầm khoảng 100 người đăng ký rồi. Và rất mong rằng là từ bây giờ đến cuối năm sẽ được 1.000 người, cho nên mọi người ủng hộ ông Thiện nhé. Hiện tại em Thiện có làm một cái website ngườiđòck.com để ủng hộ mọi người. Và đây em Thiện nghĩ là sẽ một cái website mà giúp được ích cho mọi người rất là nhiều nhá. Chúng ta sẽ có những cái như là đánh giá cổ phiếu này, nội tại cổ phiếu đang ở đâu, rồi là cổ đông có mua vào thời gian vừa qua hay không, và cũng như là cái chart kỹ thuật nữa, góc nhìn về cơ bản, góc nhìn về kỹ thuật như nào nhá. Hiện tại team cũng đang tuyển dụng nhá. Anh chị nào muốn tham gia vào vị trí là chuyên viên tư vấn này, cộng tác viên, thực tập sinh hay là affiliate thì có thể liên hệ em Thiện qua số điện thoại hoặc là Gmail ở dưới nhá, để nộp CV. Và đây không mất thời gian mọi người, chủ đề phần chính của video thôi. Chắc chắn rồi, cũng giống như mã cổ phiếu Phát Đạt, chúng ta cũng sẽ trò chuyện về vấn đề liên quan đến cái chu kỳ bất động sản. Chúng ta đã trải qua những giai đoạn đóng băng, rồi lại sốt đất rồi lại đóng băng. Riêng cuộc sống của em trải qua được đâu đó tầm khoảng 2 lần đóng băng và 2 lần sốt đất rồi nhá. Thì sắp tới thì liệu rằng không biết sắp tới sẽ là một cái đợt như thế nào. Chúng ta mong rằng là sẽ một cái đợt sốt đất sẽ xảy ra đâu đó tầm khoảng 125 đến 527-8. Thì tại sao Thị nói vậy? Thì Thị muốn nói đến ở đây đó là những cái vấn đề liên quan đến những chính sách nhà nước Việt Nam vừa qua này, hay những cái dân sinh vân vân. Đó. Thì trước khi đến đó phần đó, chúng ta coi về những cái dấu hiệu hiện tại về trái phiếu. Trái phiếu của bất động sản, ngân hàng hoặc là một số ngành khác hiện tại của năm 2023 cũng là một cái bom nổ chậm, một cái đáng phải báo động, đáng phải lo lắng. Hiện tại thì nhà nước cũng đã vẽ đường cho hưu chạy rồi. Những cái gọi như là gia hạn nợ này, hoặc là đàm phán với chủ trái phiếu này, rồi hoán đổi v.v. Những sách đã được coi như là vẽ đường cho hưu chạy rồi. Và cái thứ hai nữa, những sách liên quan đến lãi suất, liên quan chính đến luật đất đai, luật nhà ở v.v. Thì hiện tại thì chúng ta rất nhiều những cái bộ luật được đưa ra và đang đánh mạnh vào những cái vấn đề đó, làm sao dòng tiền nó xoay chuyển ở dòng bất động sản lan rộng sang nhiều những ngành khác thay vì bị đóng băng ở đó. Hiện tại thì chúng ta phải thừa nhận một điều là một nền kinh tế yếu thì ngành nghề nào cũng yếu, nhưng mà để dòng tiền lưu thông ở bất động sản quá nhiều thì đó là một rủi ro của một nền kinh tế. Cho nên chúng ta vẫn tin rằng là những cái luật sửa đất đai, luật nhà ở hay những cái thông tư hoặc là những cái việc nhà giảm suất điều hành lần thứ 3, thứ 4 sắp tới thì sẽ làm được nhiều thứ hơn trên trường chứng khoán. Và đây là cái đồ thị ở Việt Nam ta về cái vấn đề về dân số nông thôn và dân số thành thị. Và cái muốn nói đến đây, đó năm 2026 cho đến năm 2030 thì cái mốc về sự cân bằng giữa dân thành thị và dân nông thôn sẽ mất cân bằng ở năm 2030. Thì khi đó chúng ta thấy rồi, người dân thành thị họ sẽ tìm những cái dạng nhà ở, những dạng chung cư phù hợp với những doanh nghiệp hiện tại đang xây như là Lovale, Phát Đạt, Lam Long, Khang Điền, vân vân và mây mây.
Chứ còn những người dân nông thôn thì họ sẽ thường thì sẽ là nhà bố, hoặc là họ xây nhà ở đó họ ở. Như em vậy thôi, em cũng là dân nông thôn đi lên nhà thành thị mà thôi, cho nên em hiểu rõ vấn đề này. Và một vấn đề đây em thường muốn lấy này nữa, đó là hiện tại Việt Nam chúng ta đang ở đâu? Ở trên một cái biểu đồ, một nước lớn như là Trung Quốc, thì chúng ta đang ở đâu đó 506 của Trung Quốc. Và dư địa tăng trưởng của cái ngành bất động sản, dư địa tăng trưởng của chu kỳ bất động sản và bùng nổ về thị trường bất động sản sẽ còn rất là lớn, và cả một bầu trời sắp tới nữa. Doanh nghiệp nào làm đúng, làm chuẩn và phải nói rằng là không dính những khó khăn của 522 để lại, thì doanh nghiệp đó sẽ là một cái cội rất lớn để bùng nổ trong giai đoạn tầm khoảng 3 cho đến 4 năm tới nhá. Và đây là ở Việt Nam ta, chỉ số chính về cái nhân khẩu học. Đây là ta nói về cái dạng, đó là dạng về vĩ mô nhá. Vĩ mô thì thấy được là hầu như là những cái nhân khẩu học ở đây đều báo hiệu rằng chúng ta sẽ có một cái chu kỳ rất là lớn bất động sản xảy ra vào 520 cho đến 540. Tại vì sao? Tại vì giai đoạn này, người mà có tiền á, người mà sẵn sàng có một cọc tiền hiện tại á, đã có rất nhiều rồi. Cái tỷ lệ người già đang tăng lên, tỷ lệ người từ 15 cho đến 64 tuổi hiện tại đang tăng lên. Thì đó, những cái chỉ số đang tăng lên thì nó sẽ dẫn đến ở một cái mức, đó là người này sẵn sàng để họ cần phải nhà, an cư lập nghiệp mà, đúng mọi người. Đó, thường sẽ như vậy, tâm lý của người sẽ luôn như vậy, và chính bản thân em cũng như vậy. Cái này em cũng đã nói ở cái phân tích ở mạo cổ phiếu Phát Đạt rồi. Và đây là cái mà về tăng trưởng chỉ số về kinh tế cũng như là so với tầng lớp trung lưu. Tìm thấy là hiện tại thì cái chỉ số GDP Việt Nam ta vẫn đang tăng rất là đều và kỳ vọng sẽ tăng đều hơn nữa. Đó thì so với nhiều nước khác thì Việt Nam ta vẫn là một nước mà tăng trưởng chỉ số GDP đều nhá. Và hiện tại vẫn đang kỳ vọng được ở cái gọi là cái chu kỳ này, cái câu chuyện này. Và một cái nữa đó là về cái dân số Việt Nam ta đang có khả năng chi tiêu. Đó, chi tiêu ở tầng lớp tiêu dùng, ở tầng lớp gọi trung lưu, thượng lưu thì chi tiêu rất là nhiều. Và hiện tại Việt Nam ta đang kỳ vọng 520 đến 530 sẽ một cái lớp mà mở rộng hơn về cái chỉ số trung lưu và thượng lưu này. Và đến rất là nhiều từ những khu vực. Chúng ta thấy là những khu vực như là Hà Nội này, Thành phố Hồ Chí Minh này, Hải Phòng này, rồi Huế, Nha Trang, Buôn Ma Thuột v.v. Đấy. Còn bây giờ chúng ta đi xong về những thứ về vĩ mô rồi. Chúng ta đến cái thứ gọi là vi mô, những thứ tác động xung quanh về doanh nghiệp. Đó. Tác động xung quanh đó thì thấy được là hầu như nhé. Hầu như. Chúng ta thấy đó, cái câu chuyện của một ngành nghề, câu chuyện của bất kể ngành nghề nào hết, em thì phải coi vấn đề lưu chuyển tiền tệ ở trong doanh nghiệp đó, trong ngành nghề đó, trong cái gọi là cái mạo phiếu đó như thế nào. Với một doanh nghiệp muốn kiếm được tiền ở trên một cái thị trường á, bắt buộc họ cần phải luân chuyển được những cái hàng hóa của họ, luân chuyển được cái sản phẩm họ đến tay người tiêu dùng và thu tiền về từ đó. Còn nếu một doanh nghiệp á mà họ chỉ kiếm tiền từ việc đó là hoạt động tài chính hay hoạt động đầu tư thì nó không còn đúng với ngành nghề hoạt động chính của họ nữa. Thì hiện tại nhá, Loveland đang như vậy. Chúng ta thấy đó, hoạt động từ hoạt động kinh doanh này, đó, hầu như là chỉ có lác đác một số điểm thôi, một số quý thôi. Còn tính tổng lại thì nó vẫn không thể nào bù đắp được cho việc là hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư bị âm. Hoạt động tài chính thì cứ đi vay bù đắp bao nhiêu, cứ bù đắp cho cái việc âm, cứ đi vay tiền về bù đắp lại cho hoạt động kinh doanh, cứ liên tục như vậy. Và hiện tại bây giờ thì đang đẩy mạnh vấn đề trả nợ này, cho nên thấy hoạt động tài chính đang âm dần này, mà thấy không? Đó, xen lẫn ở đó thì hoạt động kinh doanh cũng âm luôn. Thì nếu như mà nó dương thì chúng ta mới đáng lo. Còn nó âm thì đúng rồi đó. Trong một nền kinh tế như thế này mà nó âm hiện tại thì đúng rồi. Nhưng mà nó âm trong một cái diện gọi là cực kỳ xấu. Đó, và nhiều doanh nghiệp không muốn xấu như vậy. Và lợi nhuận sau thuế mọi người thấy này, ở những thời điểm đó là 520, 521, một cái doanh nghiệp mà phải nói rằng là toàn dựa vào những vấn đề lách luật này kia thôi, toàn dựa vào cái việc hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư mà kiếm tiền thôi, dẫn tới là vẫn báo cáo lợi nhuận sau thuế. Nhưng thực chất thì hoạt động kinh doanh chả kiếm được tiền nào cả. Đó, mà thấy không? Chả kiếm được tí nào 521 cả. Nhưng mà 521 vẫn là cái năm mà nó vẫn kiếm lợi nhuận này. Thì đó là cái đặt hỏi vấn đề. Nhưng mà bây giờ thì đã sống thật với câu chuyện rồi, chúng ta thấy rõ câu chuyện rồi, bây giờ không còn gì giấu giếm nữa rồi, ai cũng biết hết rồi.
Đó thì biểu hiện rõ ra là cái sức âm về lợi nhuận như thế nào. Còn nói về vấn đề tài sản nhá, tài sản thì phải thừa nhận với nhau một điều là doanh nghiệp này có lượng hàng tồn kho lớn thật, và nó cứ lớn theo diện rộng thôi. Và vấn đề ở đây là doanh nghiệp này không hoạt động chính về vấn đề đó là sản xuất sản phẩm rồi hoạt động cực kỳ mạnh rồi đi cung ứng, mà nó lại hoạt động theo kiểu gọi là trước đó em thì theo em thì nghĩ hoạt động theo kiểu này, cứ có một mảnh đất xong rồi lấy mảnh đất này đi cầm ngân hàng hoặc là phát hành trái phiếu vân gì đó, sau rồi lại tiếp tục lấy cái đồng tiền này ngân hàng đưa cho tiền, lấy tiền lại tiếp tục đi mua đất, đất tiếp tục lại đi ngân hàng, rồi tiếp tục nó cứ như vậy và như vậy rồi như vậy và như vậy rất là nhiều, và dẫn tới là lượng hàng tồn kho thì càng ngày càng nhiều, rồi các khoản phải thu cũng càng ngày càng nhiều. Đó, hoạt động kinh doanh cứ liên tục như vậy thì nó là một cái doanh nghiệp hiện tại ok, vẫn ok đó, vẫn thấy được những cái điều như vậy đó. Nhưng vấn đề về tiền này, mà thấy cái màu xanh này không, tiền càng ngày càng ít dần đi đó, về đây càng ngày càng ít dần đi, thì đó một doanh nghiệp hiện tại không đủ khả năng để chống chọi, và so sánh nhiều doanh nghiệp khác thì không đủ đẹp bằng nhá, tức là so sánh mức đẹp không đẹp bằng nhiều doanh nghiệp khác đó. Và phải xem một vấn đề nữa, đó là về những câu chuyện như là vay. Đây là một doanh nghiệp mà cái vốn chủ này đó, cái nguồn vốn này đó, đúng không mọi người, vốn này chúng ta sẽ bằng nữa gọi là cái vốn chủ cộng với nợ đó. Và đây là một doanh nghiệp mà hầu như toàn nợ hết, toàn nợ cả, chỉ có cái vốn chủ của chút S như này thôi, mọi người thấy không, chút S này thôi, rất ít. Trong khi đó mọi người coi mã phiếu đó, mã phiếu Khang Điền này, đây là Khang Điền nhá, thì cái vốn chủ nó này ở đây và vay ở đây, mọi thấy không đó, và chỉ đang mở rộng ở giai đoạn năm 2022 thôi, tức là có những cái dự án cần phải mở rộng vấn đề đi vay thôi, hoặc là vay tiền để lo vấn đề về phát hành trái phiếu. Còn gần như là thời điểm trước đó đều có mức cân bằng cả. Và nó coi cái này, đây là cái biểu đồ về nợ vay trên vốn chủ sở hữu này, thì Lovell hiện tại đang ở trên mức đó là 150% nhá, tức là hiện tại nhá, đó là vốn này đó, thì chúng ta sẽ bằng là vốn này sẽ bằng cái nợ này, nợ đang là 100, nợ đang là đâu đó là tầm khoảng âm 150% luôn rồi, 150 rồi, thằng này sẽ là âm 50 đó, cộng với âm 50 thằng này là 100, mọi thấy không, đấy đó, làm sao để thằng này trở thành mức là mức 150 là được, chúng ta không biết như vậy đó, chúng ta biết là thằng này chỉ cần hai này cộng lại là ra mức đó tầm khoảng 150 được, âm cộng âm bằng dương, đúng không đó, thì đơn giản như vậy. Thì ta thấy là hiện tại vốn thâm hụt hết rồi và hiện tại toàn nợ thôi, và hầu như những doanh nghiệp phá sản tại Mỹ hoặc là châu Âu hiện tại đa phần đều gặp tình cảnh như này, đều trong tình cảnh thế này. Và một số doanh nghiệp được cứu, như là một số cái banh được cứu ở Mỹ hay là ở châu Âu, ở Thụy Sĩ, đa phần là nhà nước này đó, bơm tiền vào để đưa cái nợ này chuyển thành cái vốn chủ, mọi người hiểu không đó, và nhà nước bắt đầu điều hành doanh nghiệp luôn, gọi là tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp này đó. Và ngay tức là sao mọi người, đó vốn này sẽ bằng này, đầu tiên nợ này làm sao để quyết đóng nợ này về còn 50 thôi đó, làm sao để đưa cái vốn chủ này lên tầm khoảng 100 đó, cộng lại vẫn bằng 150 ở đây đó. Và 100 này đó là tiền của nhà nước bơm vào để tái cơ cấu doanh nghiệp này, tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp này đó. Còn những doanh nghiệp không được chọn sẽ là những nghiệp phá sản, và không biết là Loveland có phải là một nghiệp được chọn hay là không được chọn không, chúng ta không biết được sắp tới như nào. Nhưng với tình cảnh thế này á thì nó giống như là một cái bom nổ chậm vậy đó nhá. So sánh với một ông đó là ông Phát Đạt, ông BDR, mà thấy không, ông BDR thì là câu chuyện khác, nó thì lại là một câu chuyện khác mà đấy này. BDR này, ông BDR này ông tự dùng tiền của mình, tự dùng tài sản của mình và tự dùng mọi thứ để làm sao mọi người, để tìm cách giảm cái nợ xuống. Và hiện tại này, vốn này nó sẽ bằng là nợ đâu đó chỉ còn ở mức đâu đó tầm khoảng 42 đó, cộng với cái vốn chủ hiện tại đâu đó ở mức tầm khoảng 58, đúng không mọi người,
thì đó là mức an toàn. Và anh ta đã giảm xuống rất là mạnh rồi. Đó, tìm một cách để giảm xuống rồi và tìm một cách để thế chấp tài sản và thế chấp nhiều thứ để giữ giá cổ phiếu, giữ cái lòng tin của nhà đầu tư. Thì đó là một cái điểm sáng của mã phiếu này. Mọi người xem lại video thì phân tích về mã phiếu BRR nhé. Lúc đó mã phiếu này đang ở mức giá tầm khoảng 14 này. 14 13 14. Và bây giờ mức giá hiện tại của nó đang mức tầm khoảng 18 rồi nha. Và người ta đang dự đoán là mã phiếu này sẽ lên mức giá tầm khoảng 20 đến tầm khoảng 25 đúng không? Mọi người nhớ mua xem lại video đó nhá. Và đây một cái ta đang coi này. Đây một cái ta đang coi nhá. Đó là về câu chuyện của tổng tất cả doanh nghiệp bất động sản hiện tại bây giờ này, hiện tại này, so sánh đồng bảy hiện tại này. Thì thấy là hiện tại này. Hiện tại nhá, chúng thấy một điều đó là ông Phát Đạt hiện tại còn đang thấp hơn trung bình ngành. Thấp hơn trung bình ngành. Và nó bằng với Lam Long và Khang Điền, hai doanh nghiệp không dính vào trái phiếu nhiều nhá. Đó và mạnh dạn để việc đó là mở rộng đầu tư và sẵn sàng về đầu tư. Trong đó những cái ông mà như là Vít này hay là Novaland này, rồi kể cả như ông HDC này thì đang có những con dấu chấm hỏi. Chấm hỏi. Đó nhá. Thì tổng kết lại, cái điều chúng ta cần phải làm ở đây là gì? Với một doanh nghiệp như thế này, với doanh nghiệp này cần phải làm gì thì đúng hơn? Thì tôi nghĩ là cần phải phối hợp với những cái đối tác hiện tại này. Đặc biệt nhất làm sao để tái cấu trúc lại toàn diện những cái kế hoạch như là giãn nợ này, hoãn nợ này, hay là bán tài sản đi để giảm nợ xuống. Chứ cứ nợ nhiều thế này thì làm bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng nợ. Đúng rồi. Đó. Mọi người tưởng tượng đây, một ly cà phê. Mọi người bán nó mức giá 15.000 đồng. Mọi nhớ 15.000 đồng nha. Nhưng mà mọi người cái xe đẩy cà phê, đây là cái xe đẩy cà phê này. Cái xe đẩy cà phê. Mọi người thuê nó cứ mỗi ngày mọi người mất đâu đó tầm khoảng 500.000. Thì một tư tưởng đây mọi người bán bao nhiêu với đủ trả nợ cho một ngày như thế này. Đúng không mọi người? Đó. Thì đó là một câu hỏi đặt ra. Thì mọi người cứ bán bao nhiêu nữa mọi người đủ cho này. Và nếu như một ngày tốt lắm, nếu một cái thị trường cực kỳ tốt lắm, thị trường quá tuyệt vời đi. Ai muốn cà phê, mọi người bán đâu đó tầm khoảng rất nhiều tiền, mọi người bán đâu đó tầm khoảng 1 triệu đi. Đó, mọi người bán được 1 triệu nhá. Đó thì mọi người dư được 500. Nhưng với một thị trường như hiện tại này, một thị trường như hiện tại rất ít người ra khỏi nhà. Giống như thời điểm Covid á, họ không muốn ra khỏi nhà. Thì mọi người chỉ bán đâu đó tầm khoảng 300 cho đến 500 nghìn đồng một ly cà phê đó trong một ngày. Thì mọi người chỉ đủ trả nợ hoặc cái thiếu nữa cơ. Thì với thị trường như vậy, với câu chuyện như vậy, thì mọi người cố gắng sinh tồn ở cái thị trường này có đủ an toàn hay không? Không thì mọi người thôi, khỏi dẹp cha quán cà phê đi, đi làm công đi, tháng kiếm 8 triệu cho khỏe. Đúng mọi người, đặt câu hỏi như vậy đi. Đấy. Thì đó cái ông Thiện muốn đặt câu hỏi như vậy. Và Phát Đạt hiện tại đang giảm nợ để cố gắng bán sản phẩm của nó để kiếm được tiền đó và kiếm doanh thu và từ đó mở rộng ra. Đó, chứ không phải là cố gắng làm và để chờ đợi một cái bàn tay nào đó nhảy vào cứu. Giống như doanh nghiệp ở Mỹ vậy đó. Và hiện tại này đang cố gắng khởi công lại những cái dự án tiềm năng như là Nova World ở Phan Thiết này, hay là Nova World tại Hồ Tràm này, hay là Aqua City ở đảo Kim Cương này, hay tìm cách cơ cấu hoặc là gia hạn tài sản, hoặc là tìm cách khai thông lại dòng tiền lưu chuyển một cách thận trọng hơn ở doanh nghiệp này. Tức là làm sao để cho doanh nghiệp này nó hoạt động lại. Tức là sao mọi người? Đó, tức là làm sao có một cái sản phẩm đưa nó thành ra một cái hàng hóa. Thành phẩm, đây một cái thành phẩm nhé, đưa thành một cái hàng hóa. Và từ cái hàng hóa này phải làm sao nó đưa tay người tiêu dùng. Đó. Đó, đưa tay người tiêu dùng đó mọi người. Và người tiêu dùng này làm sao mà phải đưa tiền về lại chính cho cái doanh nghiệp Novaland. Đó. Và sau đó lại đi nhập thành phẩm và làm hàng hóa. Chứ còn không thì cứ mãi không thể nào mà có đủ tiền cho nợ được, không làm được gì cả. Và cứ ngồi im thôi, nằm im và chờ đợi một cánh tay thần thánh nào đó tới cứu. Những cái dự án của Novaland hiện tại dự kiến sẽ triển khai cho 523 này. Đó, và nhiều dự án đã triển khai thì bây giờ rồi nhá. Em thấy rồi, rất nhiều dục dịch rồi. Không biết sao cái Zalo của em kết bạn với nhiều người bán bất động sản Novaworld, thế không biết. Cứ lướt thấy hoài à. Như là Novaworld Phan Thiết này, Hồ Tràm, đa phần đều dự án này đã khai thông rồi. Và nhiều người đang bán rồi. Aqua này. Đó, và Aqua City mà đấy nhá. Aqua mấy cái dự án mà Aqua City, dự án mà ở Aqua City cái khu vực mà Đồng Nai á,
nó mà khai thông lại thì không phải một mình A Quang Lợi đâu. Mọi người hãy nhớ một ông kẻ nào nô đó là mà phiếu Lam Long cũng sẽ lợi đó, tại vì là cái dự án này của một dự án đắc địa và đã có sổ rồi, đã có sổ rồi và sẵn sàng để đưa tới tay người dùng hơn cái dự án Aqua này, nhớ nhá. Đấy, hãy nhớ nếu như cái này kích thông lại thì chắc chắn sẽ kích thông lại dự án này của thằng này. Đấy thì nhiều dự án đã kích thông rồi, như sơ mừng như vậy thôi. Còn dự án về Sunshine Riverside thì thấy chưa đâu đâu lắm này. Các dự án thì dự kiến sẽ bàn giao này, thì thấy là hiện tại những dự án hiện tại bàn giao thì thấy là đa phần những cái dự án như là Phan Thiết, Hồ Tràm vân vân hay là Aqua đó thì em thấy có khả năng khả thi với dự án này được và có thể kỳ vọng được nhá. Đó, kỳ vọng được thì nhận chung thì những cái dự án hiện tại nhá thì cần phải, chúng ta nhận nhá, muốn giải quyết được những cái vấn đề này cần phải kết hợp với những cái đối tác tài chính lớn. Làm sao kết hợp được, giữ chân được những đối tác như là VPBank, như là Tiên Phong Bank đó, hoặc là ngân hàng MBB đó, làm sao kết hợp được những ngân hàng này, hoặc là làm sao để cộng được với những nhà thầu đó, làm sao là kết hợp với nhà thầu hiện tại cũng đang ngán ngẩm với Nova lắm, nhưng mà nhà nước có thể nhà nước sẽ tác động cho nên nhà thầu có thể sẽ cùng tay phát triển đó. Thì đó là như vậy để chúng ta có thể nhận được là những dự án này hiện tại có thể khởi thông lại và nhiều câu chuyện hơn. Còn về vấn đề trái phiếu, như em nói rồi, vẫn là một quả bom nổ chậm và không biết lúc nào, đúng không mọi người? Đấy thì hiện tại này, chúng ta nhận này 523 thì 23-24 thì cái tổng cái trái phiếu hiện tại đang còn này thì cũng đã có một số lượng hiện tại nhá, cũng đã hoán đổi này hoặc là gia hạn này rồi, thì chứng tỏ nhá, cũng đã có những cái bước tiến khá là tốt để giảm nợ rồi, đúng không mọi người? Nhưng vẫn còn hơn 6.000 tỷ hiện tại vẫn nào còn đang ngấp nghé ở 524 và 523, vẫn chưa thấy bước tiến nào cả, vẫn chưa thấy kế hoạch nào cả, vẫn chưa thấy một bàn tay của ai vào cứu cả. Và đặt câu hỏi không biết rằng là chủ đầu tư hoặc là nhà đầu tư họ sẽ như thế nào, có chấp nhận là hoán đổi hoặc là gia hạn tiếp hay không, chúng ta chưa biết được nhá. Đó là câu chuyện của tương lai và câu chuyện của doanh nghiệp này. Chúng ta chỉ biết là hiện tại vừa ra còn đang 6.000 và chưa hết, chúng ta đang có 526 là tận 17.000 và 525 là còn tận hơn 3.000, thì một số rất nhiều tiền ở đây. Đó là lý do tại sao mà nợ của ông nhiều đến như vậy đó, âm cả vốn chủ luôn rồi. Và hiện tại chúng ta phải nhìn nhận một điều là phải tìm cách nào đó để tái cơ cấu lại doanh nghiệp. Làm sao để tìm cách tái cơ cấu tài chính lại doanh nghiệp đó bằng cách đó là làm sao nghiên cứu cái tổng dự án của mình, tổng tài sản của mình và tìm cách để thoái vốn hoặc là giảm nợ, làm sao để kéo dài dự án thời gian hơn và tập trung vào những dự án tiềm năng hơn và tìm những đối tác này làm thay dự án đó cho mình đó, và mình làm sao để có thể tăng vốn, làm sao để có thể tăng được cái vốn chủ và giảm được cái nợ. Và trong năm tới khả năng rất cao Novaland sẽ không tăng vốn nữa, không phát hành thêm cổ phiếu trái phiếu nữa và cũng sẽ không chịu tức nhá. Thì đó là những điều em thể nghĩ về Nova như vậy. Tổng kết lại em thì vẫn thấy được là một quả bom vẫn có thể nổ chậm bất cứ lúc nào, và những cái câu chuyện về sự tự tin trong 2-3 năm tới của mã phiếu này em vẫn chưa thấy tự tin lắm nhá. Thay vào đó thì có thể tin hơn một số nhịp khác như đích, như là Phát Đạt, như là Đất Xanh, như là Lam Long Khang Điền, thì em sẽ tự tin hơn rất nhiều vì nó cũng là một cái mạo phiếu như vậy mà nó có khả năng để sinh lợi nhuận tốt hơn, doanh nghiệp an toàn hơn, tuy rằng định giá hiện tại chưa rẻ bằng thôi, tại vì nó đã tăng quá rồi, nó không còn rẻ bằng nữa. Nhưng chúng ta thấy đó, khi một tài sản tốt đắt sẽ càng thêm đắt, còn một tài sản chưa tốt thì cần phải thời gian thẩm định lại để coi nó có đắt hay không, nó đang rẻ hay không nhá. Thị trường bất động sản vẫn chưa chắc sẽ ấm lại trong khoảng 1-2 năm tới, em thì nghĩ như vậy, có thể sẽ mất tầm khoảng 3-4 năm nữa cơ, tức là một chứng khoán có thể 2025-2026, nhưng bất động sản có thể sẽ là 2026 đến tận 2027 là điều bình thường, hoặc là xa hơn 2028 nữa cơ. Đấy, vẫn chưa thấy một cái
cái kế hoạch nào đó vẽ đường cho Hưu chạy rõ ràng và đáng tin tưởng ở cái cục diện hiện tại với Nova ấy. Vẫn còn đang 6.000 tỷ, vẫn chưa biết hướng giải quyết mà. Và rất nhiều đống nợ hiện tại vẫn đang chất lên đầu. Và định giá có thể hấp dẫn đó, nhưng cần phải xem xét đống nợ, thấy không? Đó. Và xác định cho việc đầu tư hiện tại thì chỉ có thể là đầu cơ thôi. Đầu tư dài hạn thì em thì thấy là vẫn cần phải thời gian thêm 2-3 năm tới thẩm định lại sau. Còn về đó, vấn đề đó là đầu cơ thì ngày có thể đầu cơ được. Kỳ vọng từ mức giá 14 chúng ta mua đó mọi người. Chúng ta mua mức giá 14 này. Thì nhớ nhầm, ta mua mức giá 14.2. Và chúng ta có thể kỳ vọng là sẽ lên được những mức giá tầm khoảng 18 cho đến mức giá 25. Nếu trường tích cực. Tại sao thì nói nếu trường tích cực? Tại vì mọi người nhớ có chuyện này nhá. Hãy nhớ có chuyện này. Tại vì đây là cái mà mọi người cần phải nhớ. Bất kể cổ phiếu nào hiện tại á, bất kể cổ phiếu nào cũng vậy, hiện tại trong cái hoạt động kinh doanh của nó, hoạt động kinh doanh nhá, kinh doanh hiện tại đang gặp khó khăn, cho nên kiếm tiền từ đó khó. Phát hành trái phiếu hiện tại nhiều doanh nghiệp có thể phát hành được, nhưng với Novaland hiện tại khó luôn. Phát hành thêm cổ phiếu cũng khó luôn. Câu chuyện hiện tại là gì? Đó là một cánh tay thần thánh nào đó tới cứu. Hai là có khả năng là sẽ kiếm tiền từ chứng khoán. Tức sao mọi người? Tức là kéo cổ phiếu lên và kiếm tiền từ đó, sau đó lấy cục tiền đó và đi giải quyết một số đống nợ. Và những người vào sau, những người vào trễ, những người mà đánh theo FOMO vào những mã phiếu Novaland ở giai đoạn sau, em không biết là giai đoạn sau hay giai đoạn nào, nhưng giai đoạn sau cùng của thị trường á, thì khả năng sẽ dính cái đòn này và sẽ nhận cái lượng hàng rất lớn từ Nova và chủ đầu tư của Nova và một số chủ nợ của Nova. Và sau đó Nova sẽ cùng cầm cọc tiền này, tiền đi giải quyết vấn đề đó là nợ và tìm cách để luân chuyển dòng tiền lại ở hoạt động kinh doanh. Người nhớ nhá. Chính vì thế chỉ lên đầu cơ, mình tính chỉ lên đầu cơ. Và nếu thị trường tích cực thì mới kỳ vọng mức giá này, còn không thì tầm khoảng 17 cho đến 20 là quanh mức giá này có thể là đủ rồi, đó là đủ rồi nhá. Đây là trạc tuần của Novaland. Hiện tại mà phiếu Novaland đã thấy được là một quá trình đi dưới vùng giá 20 với những lượng tiền đã vào gom đâu đó tầm khoảng cuối năm 2022 và đâu đó tầm khoảng giữa tầm khoảng tháng 4 năm 2023 và tháng 6 năm 2023. Lượng tiền này là một lượng tiền của chủ nợ, của nhà cái vân vân, họ cũng có thoát ra. Nhưng đây cũng là một lượng tiền thấy được là dòng tiền đã vào và sẵn sàng một việc kéo lên. Thì ta có thể kỳ vọng đầu cơ tầm 20-30% lợi nhuận được, lên mức giá tầm khoảng 18-20 được. Nhá. Đó là câu chuyện ta kỳ vọng. Và với câu chuyện của mà phiếu này thì hiện tại với thế may này thì có thể nhá, nó cũng có thể đi ngang chán chê vào chê cho đến hết 523, tại vì thế may đang may lớn may ở đây mà. Còn có thể tích cực hơn thì sẽ đi lên vùng phía trên may này tầm khoảng trên giá 20 này, sau đó với bụp xuống, mới giảm xuống nhá. Thì thế chung hiện tại như vậy, mà để mà nó vượt lên được vùng giá tầm 40 hoặc là vượt trên điểm flat tầm khoảng mức giá 50 đây thì khó. Em thì nghĩ là khó đó. Thì sơ lược như vậy. Còn đấy nó mới chặt ngày nhá. Chặt ngày thì chúng ta hãy giả sử tình huống sau, chúng ta mua vùng giá 14, mua vùng giá dưới này rồi. Đó thì giả sử tình huống là nếu như mã phiếu này nó đến lên thì phải đặt những yêu cầu sau. Một á là phải đến lên được vượt cái đường trên line này. Cái đường trên line này. Hai á là điểm follower cũng phải vượt lên trên luôn và phá dịu là bán phân kỳ đây. Và cũng như là MACD như vậy cũng phải vượt lên trên và tránh vấn đề tạo hóa đỉnh phân kỳ cắm xuống này. Đúng không người? Và phải vượt lên trên này. Đó, để phá dự phân kỳ. Thì đó những yêu cầu thì đặt ra với mã cổ phiếu Novaland này. Và đó những gì thì chia sẻ mọi người. Và rất mong mọi người hãy bỏ chút gian, nhớ thích video âm thiện, nhớ đăng ký này nhá, và ủng hộ âm thiện. Tại vì đây là những cái động lực rất là lớn để âm thiện có thể làm những cái video để lan tỏa video nhiều người hơn. Và đây là một động lực để âm thiện có thể phải nói rằng là có nhiều động lực để gọi là bước tiếp trên cái con đường là đồng hành cùng mọi người.
Cho nên mọi người, rất mong mọi người hãy nhấn thích video ông Thiện nhé. Nhiều video ông Thiện làm rất kỳ công, rất tốn thời gian và rất tâm huyết, nhưng mà anh chị ít nhân like quá cho nên là rất buồn. Nhưng mà vẫn rất mong rằng là mọi người hãy ủng hộ ông Thiện nhiều hơn. Nhưng mà cách mọi người ủng hộ một số video như video về đích này, là hay là video về thầy A7 này, mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Rất mong mọi người hãy ủng hộ video ông Thiện giống như video của BDR, của Phát Đạt nhé. Đó, gần 200 được like. Em thì rất mong video này cũng được đó, tầm khoảng gần 200 được like. Cho nên cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người đã lắng nghe và đã xem. Và chúc mọi người buổi chiều về hạnh phúc gia đình. Chẳng phải đây là làm video buổi tối mà, tầm khoảng 9 giờ đêm mà. Cho nên rất mong là chắc sáng mai đăng. Và rất mong mọi người là một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc gia đình nhé. Chào mọi người nhé.